Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái tiết 1 của cái bài 31 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập. Trong này có 4 bài em ha. Có 4 bài thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài đầu tiên. Chung nó những bài này nó cũng tương đối dễ, không khó em. Câu A. Người ta yêu cầu khi em tính 25% của tám. Ha. Đấy. Như vậy thì cái này rất là dễ. Chúng ta chỉ việc lấy gì em? 25% của 8 thì chúng ta sẽ lấy 25%. Ta nhân bao nhiêu? Nhân với 8. Đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 25 phần 100 nhân cho 8. Nghĩa là lấy 8 nhân 25 chia 100. À, 8 nhân 25 thì bằng 200, 200 chia cho 2, 100 thì bằng bằng 2. Đúng chưa? Câu B. 7,5% của 180 thì cũng vậy thôi, các em sẽ lấy là 7,5%, các em nhân cho 180, nghĩa là các em lấy 7,5 nhân cho 180 và chia đây cho 100 nha. 7,5 nhân cho 180 bằng chia cho 100. Như vậy kết quả ở đây chúng ta là bằng bao nhiêu em? Bằng 13,5. Ok, ta sẽ đi sang ở câu 7.18 em nhé. Thầy sẽ gấp giấy lại. Lại là gửi tiết kiệm ha. Cái đời này thật là sướng khi mà có tiền đi gửi tiết kiệm ngân hàng em. Gửi á thì mình sướng, cho nó đi vay á thì thôi. Lo em, hồi cái đợt mà thầy cất nhà em vay ngân hàng, thầy nhớ cô ra vay ngân hàng là 70 triệu. 70 triệu mà như lãi suất là mấy phần trăm á. Khi mà trả thì tầm lên khoảng 70 mấy triệu em. Cả lãi cả gốc á. Tại vì thầy đi lên là từ bằng hai bàn tay trắng em. Bố mẹ này nọ là không có giúp được gì cả. Chỉ có cho đúng một cái nghề với một chiếc xe máy. Sau đó là từ vợ chồng thầy làm nên. Nha. Sau này các em nếu mà bố mẹ có điều kiện thì không nói, nhưng mà không có điều kiện thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Chúng ta phải cố gắng đứng trên cái đôi bàn chân của mình chứ không thể nào phụ thuộc biết vào bố mẹ được, đúng chưa? Rồi thầy sẽ đọc ở cái bài này nha. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm, tại vì ở đây người ta cho là cho 1 năm này. Hôm trước thầy đã bày các em nếu mà gửi 6 tháng, nếu mà tháng thì các em chia 12. Mà nếu mà ngày thì em chia cho 365 ngày, nhưng mà ở đây nó đã cho là gửi kỳ hạn 1 năm này. Của ngân hàng ở đây là 7,4%. Thầy nghĩ 7,4% là quá cái không em? Nếu mà cái tỷ lệ này thì cực kỳ cao này, ai cũng đi gửi được em này. 7,4% là cực kỳ cao luôn á. Bác Đức đã gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó sau 1 năm, đó, đúng sau 1 năm rút này. Bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền? Thì bây giờ để mà tính cả vốn lẫn lãi thì chúng ta sẽ tính tiền lãi trước, lấy tiền có tiền lãi rồi chúng ta cộng với 150 này thì nó sẽ ra được là số tiền cả vốn lẫn lãi. Vốn người ta là 150, bây giờ chúng ta tính số tiền lãi nhé. Như vậy thì sau 1 năm. Đây này. Các em ghi thầy câu này vô này. Sau 1 năm bác Đức rút cả vốn lẫn lãi ha, là các em ghi chữ là vô. Được không? Bỏ thầy cái từ cái này đi, là thêm chữ là vô vậy thôi, ghi thầy câu này vô này. Đó, như vậy thì bây giờ này, tiền gốc của ta này, tiền gốc ta là 150 triệu này, bây giờ cái tiền lãi của ta thì chúng ta sẽ lấy 150 nhân cho bao nhiêu? 7,4%, đúng chưa? Đây là tiền gốc này, đây là phần tính tiền lãi này. Còn các em không muốn tính gộp giống như thầy thì các em sẽ tính thầy là sau 1 năm số tiền lãi là, thì các em chỉ việc thực hiện cái này 150 nhân cho 7,4% để tính số tiền lãi. Sau khi có số tiền lãi rồi các em cộng giùm thầy với 150 này thì ra được số tiền gốc lẫn lãi. Nhưng mà ở đây thầy muốn tính gộp chung lại luôn. Bây giờ các em sẽ lấy 150 nhân cho 7,4 bằng chia cho 100. Như vậy nó ra được là 11 triệu 11,1 ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cộng cho 150 thì nó sẽ ra được là 161,1 triệu đơn vị, đây là triệu đồng. Đó.
Như vậy sau 1 năm, sau 1 năm thì số tiền lãi của bác của bác Đức được là 11,1 triệu đồng. Như vậy cộng số tiền gốc nữa là 150. Rồi. Lãi suất 7,4 này là quá cao em, quá cao. Okay. Chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Là cái câu 7.19. Chờ thầy gấp cái tờ giấy lại nha. Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625.000. Trong chương trình khuyến mãi, mặt hàng này được giảm giá 10%. Giảm giá 10% nghĩa là cái số tiền chúng ta phải tính còn lại là bao nhiêu? Là 90%. Giảm giá 10% thì cái số tiền chúng ta phải tính cho cái cửa hàng đó phải là 90%. Như vậy khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua được giảm giá bao nhiêu tiền? Giảm giá bao nhiêu tiền thì chúng ta chỉ việc tính cái số tiền giảm giá là lấy 625.000 này, chúng ta nhân cho 10%. Giảm, đây là số tiền giảm thôi. Chứ ví dụ trong cái đề bài này, người ta hỏi các em là vậy khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua phải trả bao nhiêu tiền cho cửa hàng, thì chúng ta phải lấy 625, ta phải nhân cho 90% là cái số tiền trả. Còn số tiền giảm là 10% thì chúng ta sẽ lấy 625 nhân cho 10. Nghĩa là có những cái bài toán người ta yêu cầu tính ngược như vậy thì chúng ta phải biết. Hiểu chưa nào? Thầy luôn luôn nói ngược như vậy để khi mà chúng ta gặp những cái dạng đó chúng ta phải biết cách tính. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây này, em ghi là vậy. Vậy khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua được giảm số tiền là, bỏ chữ bao đi, số tiền là, đây bỏ từ bao nhiêu này đi, thầy đọc lại này. Vậy khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua được giảm số tiền là, được không? Đấy là câu dẫn á. Như vậy chúng ta thực hiện phải tính là 625 nhân cho 10%, được không nào? Như vậy nghĩa là các em sẽ lấy 625 nhân cho 10 và chia cho 100, được không? 625 nhân cho 10 bằng chia cho 100. Như vậy sẽ giảm được là 62.500 đồng. Nghìn đồng, đơn vị đây là nghìn đồng em. Thì nói cách khác là 62.500 đồng. Hiểu chưa? Đây chính là số tiền giảm đây. Vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần bài cuối cùng. Bài 7.20. Theo Tổng cục Thống kê, năm 1999 cả nước Mường này, đây là dân tộc Mường này, sau 30 năm, số người Mường đã tăng lên thành là 1.452.095 người. Sau 30 năm nha, em hãy cho biết trong 30 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng lên bao nhiêu phần trăm? Làm tròn đúng kết quả hàng phần 10. Không nào. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái số nó tăng lên trước. Được nè. Bây giờ trong 30 năm thì xem thử cái số người Mường nó tăng lên bao nhiêu cái đã. Các em hiểu nè. Số người Mường tăng lên bao nhiêu. Như vậy thì ở đây nè. Trong 30 năm số người Mường ở Việt Nam tăng số người là, thì để biết được số người tăng thì chúng ta sẽ lấy sau trừ trước nè. Đây số liệu nó tăng nè, nó là 1.452.095 người, ta trừ đi cho cái năm 1989, đó chính là 914.396. Rồi ta bấm chính đó, 1452 không 95 trừ cho 914396, đúng chưa? 914396, xem được thầy cái bấm nó nhầm số không em? 1452095 đúng rồi, 914396. Ok, như vậy ở đây nó sẽ tăng lên được là 537.000
699 người. Đơn vị đây là người. Được chưa? Như vậy thì cái mục đích người ta hỏi chúng ta là gì? Tăng lên bao nhiêu phần trăm? Tăng bao nhiêu phần trăm? Đây là số lượng tăng. Như vậy số lượng tổng của chúng ta sau khi tăng là đây. Như vậy các em sẽ lấy cái số người này chia cho số tổng số người sau 30 năm này, nhân cho 100% thì sẽ ra được cái xem thử nó tăng bao nhiêu phần trăm nha. Như vậy thì trong 30 năm số người Mường ở Việt Nam tăng số phần trăm là, thì em sẽ lấy 537699 kim chia cho 1.452.095 và nhân hiện tại ở đây cho 100%. Được nè. Như vậy các em sẽ bấm máy tính giùm thầy ở đây. 537699 chia cho 1.452.095 đúng chưa? Bằng nhân cho 100%. Như vậy thì nó tăng là 37. Đây, từ từ. Các em làm tròn đến hàng phần 10 này. Làm tròn hàng phần 10 ở đây là số 0. Số 0 thì đằng sau của nó là chữ số 2. Chúng ta có cộng một đơn vị vào nghe em. Chúng ta không cộng một đơn vị vào. Các em hiểu nào? Không cộng một đơn vị vào. Và ở từ số 2 này trở ra thì chúng ta bỏ đi. Như vậy nó ra được là ở đây gần bằng là 37,0. Đúng rồi, phần trăm. Đây. Cái bài 7.20 là như vậy. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip tiếp theo á thì thầy sẽ quay cho em phần bài luyện tập chung nha. Chung thì theo đề nghị của thầy thì chúng ta nên chúng ta nên làm thầy các cái bài tập. Đây, tiết sau thầy sẽ làm luyện tập chung nhưng mà nghĩa là tiết sau thầy sẽ quay cho em các cái phần bài tập này. Được chưa? Đó. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập này. Bye các em.